Anh sẽ bắt đầu với những vụ án chưa có lời giải. Cảnh sát trưởng nói với thám tử, người vừa đến trụ sở này để nhận việc. Chúng tôi có rất nhiều vụ án sẽ khiến anh bận rộn. Vì vậy hãy xuống kho lưu trữ và bắt đầu ngay thôi. Vị thám tử mới đang rất mong chờ được tiếp nhận những vụ án chưa được giải quyết này. Và các vụ án đã đi vào ngõ cụt và bị lãng quên từ lâu là một trong những thế mạnh của anh ấy. Và nó mang lại cho anh ấy niềm vui lớn khi giải được các câu đố mà không ai khác có thể làm được. Thám tử đi đến một khu vực của đồn cảnh sát, nơi có vẻ như rất ít người qua lại. Anh ta tìm thấy cánh cửa có nhãn lưu trữ. Bên trong phòng không khí ẩm mốc. Và khi thám tử đặt túi của mình xuống bàn, một đám bụi dày đặc bay lên khiến anh ta hắt hơi. Anh ta lấy ra danh sách các vụ án mà anh ta phải giải quyết và đi đến một giá chứa các hộp bằng chứng. Anh ta kéo một cái hộp xuống và bắt đầu xem qua các tập tin bên trong. Nó có đầy đủ các báo cáo của cảnh sát, lời khai của nhân chứng, ảnh hiện trường vụ án và thậm chí cả các mẩu bằng chứng. Hàng giờ trôi qua khi thám tử lần lượt nhìn xuống danh sách của mình, nhìn xem qua hộp này đến hộp khác, báo cáo này đến báo cáo khác. Anh thấy rằng tốt nhất là xem lướt qua một lượt và xem liệu có điều gì khác lạ không trước khi đi sâu vào để tìm hiểu chi tiết. Khi nhìn xuống ô cuối cùng trong danh sách các vụ án mà cảnh sát trưởng yêu cầu anh ta giải quyết, anh nhận thấy một điều gì đó. Phía trên cao một cái kệ, nằm giữa nhiều hộp các tông giống hệt nhau, là một thứ trông giống như một chiếc túi bằng da. Anh ấy không thể không tự hỏi, nó đang làm gì ở đây trong kho lưu trữ? Nó phải là một bằng chứng từ một vụ án khác bị bỏ lại đây vì một lý do nào đó, hay đơn giản là ai đó để quên túi của họ sau khi xem xong các tập tin cũ. Dù là lý do gì đi nữa, anh ấy có việc phải làm và điều tra chiếc túi này không nằm trong danh sách của anh ấy. Nhưng sau đó, một lần nữa, anh ấy biết mình không thể nào tập trung cho đến khi biết chiếc túi này là gì và bên trong có gì. Anh ấy sẽ chỉ xem nhanh qua nó và rồi sau đó sẽ tập trung trở lại công việc. Vị thám tử quay trở lại kệ của chiếc túi. Có vẻ như nó đã ở đây lâu rồi. Có một lớp bụi dày phủ lên nó như bất kỳ thứ gì khác trong phòng. Anh ta lấy nó xuống và thổi bụi. Anh ấy mở khóa và bên trong anh ấy tìm thấy một tập tài liệu. Đây là một báo cáo khác ư? Nhưng tại sao nó ở đây? Có thể họ hết hộp đựng và ai đó đã quyết định sử dụng một chiếc cặp cũ thay thế. Người thám tử lấy tập tài liệu và mở nó ra. Đúng như anh ta nghi ngờ, đó là một báo cáo của một vụ án khác. Tuy nhiên, nó chỉ có một trang duy nhất với một vài bức ảnh. Anh ta gỡ các bức ảnh ra khỏi bản báo cáo và bắt đầu xem qua chúng. Chúng dường như được đánh số theo thứ tự. Và bức ảnh đầu tiên cho thấy một mỡ hỗn độn của chất lỏng màu đỏ và những khối có thể là thịt hoặc xương. Hai ảnh tiếp theo cho thấy nhiều góc độ khác nhau của một xác chết bị cắt xẻo xấu xí. Tuy nhiên, các phần đã bị xáo trộn đến mức khó có thể nhận ra nạn nhân là một con người. Thám tử để lại các bức ảnh vào bản báo cáo và đặt chúng trở lại trong cặp. Nếu vụ giết người này chỉ có một trang bằng chứng để phá án, thì anh ta sẽ xếp nó vào loại xem xét lại sau khi những vụ án khác trong căn phòng này được giải quyết hết. Vị thám tử quay trở lại chiếc hộp mà anh ta vừa xem qua và bắt đầu lật lại hồ sơ vụ án. Nhưng có điều gì đó về chiếc cặp da và những bức ảnh bên trong cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh ta. Có lẽ có một cái gì ở đó. Thậm chí dù không nhận ra được điều gì, anh ấy đột nhiên dừng lại vụ án đang xem. Anh ta lấy bản báo cáo ra và bắt đầu xem qua các bức ảnh lần nữa. Cũng giống như lúc nãy, anh ta nhìn thấy xác chết biến dạng ở các góc độ khác nhau. Nhưng bức tranh thứ tư thì hoàn toàn khác. Hình này cho thấy có thứ gì đó trông giống như bàn chân của một người nào đó, nhưng ngược lên trời, như thể họ vừa nhảy rồi chụp ảnh đôi giày của họ vậy. Hình ảnh cũng có vấn đề gì đó. Màu sắc xung quanh các góc của tấm hình bị thay đổi. Có vẻ như đã xảy ra lỗi trong quá trình rửa ảnh. Tại sao lại có tấm ảnh này trong hồ sơ vụ án? Điều này gây nên sự tò mò của anh ấy. Nhưng không, anh ấy thực sự không nên dành thời gian cho việc này. Không phải trong ngày đầu tiên đi làm. Vị thám tử đặt lại tất cả mọi thứ vào trong chiếc cặp và đặt nó lên giá nơi anh ta tìm thấy nó và kết thúc ngày làm việc của mình. Đêm đó, anh ấy trằn trọc không thể ngủ được. Vị thám tử liên tục nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng mỗi khi anh ta nhắm mắt. Và tại sao lại có ảnh của bàn chân? Nó có ý nghĩa gì? Tâm trí anh ta cố gắng phân tích, cố gắng hiểu tất cả. Vào thời điểm chung vô thức của anh ta bắt đầu kêu, thám tử nhận ra rằng anh ta vẫn chưa ngủ được chút nào. Cuối buổi sáng hôm đó, thám tử trở lại văn phòng của vị cảnh sát trưởng một lần nữa. Ông ta nói với anh rằng trông anh rất tệ và hỏi liệu có phải là do công việc ông giao cho anh không. Người thám tử trông đúng là sơ sát và có điều gì đó về căn phòng khiến anh ta rất khó chịu. Trần nhà hình như quá thấp, giống như nó đã hạ xuống thấp vài chục cm kể từ lần gần nhất anh ấy ở đây. Đèn phòng cũng rất mờ. Ai mà có thể làm việc trong một căn phòng tối như vậy? Anh ta đứng lên và hỏi liệu anh ta có thể bật thêm đèn hay không. Và trước khi cảnh sát trưởng trả lời, anh ta đã bật thêm đèn. Cảnh sát trưởng nheo mắt khi ánh đèn sáng rực đang chiếu vào và bảo thám tử quay trở lại làm việc. Cũng luôn tiện nhắc nhở anh nên ngủ một giấc. Nếu anh ta không thể thì có lẽ công việc này không dành cho anh ta.
người thám tử quay trở lại kho lưu trữ nơi anh ta đã rời đi ngày hôm trước và quay lại xem qua các hồ sơ trong danh sách của anh ta. Nhưng tất nhiên, chiếc cặp da đó dường như luôn nằm ngay trong tầm nhìn của anh, tiếp cận với anh, cầu xin anh ta khám phá bí mật của nó. Vậy là quá đủ. Thám tử nghĩ, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy phải biết chuyện gì đang xảy ra bên tập hồ sơ này. Anh ta lại lấy chiếc cặp xuống, mở báo cáo ra và bắt đầu xem lại các bức ảnh. Ba hình ảnh của một xác chết kiểm tra hình ảnh thứ tư cho thấy bàn chân của ai đó. Không có gì mới. Bây giờ đã đến lúc xem xét phần còn lại. Hình thứ năm tương tự như hình thứ tư, nhưng chân của người đó trông gần mặt đất hơn một chút. Chờ một chút, những thứ này có theo thứ tự đảo ngược không? Anh ấy xem tiếp, cái này thì lại là không có người. Đó là hình ảnh một cái bàn và có vẻ có chữ viết trên đó, mặc dù chữ viết rất nhỏ. Anh ấy nghiêng người lại gần và nheo mắt, nhưng anh ấy vẫn không thể nhìn ra được. Anh ta chạy đến túi của mình và tìm kiếm xung quanh, cho đến khi anh ta tìm thấy thứ anh ta cần, một chiếc kính lúp. Anh ấy quay lại chụp bức ảnh và với chiếc kính lúp, cuối cùng anh ấy cũng có thể đọc được chữ viết. Ở phía trên bạn, anh ấy ngẩng cao đầu và nhìn lên phía trên, nhưng không có gì ở đó cả. Anh ấy cười một mình, tất nhiên là không có gì ở đó. Có thể vị cảnh sát trưởng nói đúng, có thể một cái gì đó đang ảnh hưởng đến anh và khiến anh ta không thể bỏ công việc này. Nhưng vẫn còn, anh ấy cần phải học hỏi thêm. Anh ta nhìn vào bức ảnh thứ 7. Bây giờ anh ta nhận thấy rằng anh ta đúng. Những bức ảnh chắc chắn đã đánh số ngược thời gian. Trong bức ảnh tiếp theo, người chụp ảnh đang tiến lại gần chiếc bàn trong phòng. Trong bức ảnh thứ 10, anh nhìn thấy họ đang đi qua một ngưỡng cửa. Đến bức ảnh thứ 11, anh thấy họ mở cửa phòng. Và anh ấy đã xem đến bức ảnh cuối cùng. Đó là một bức ảnh chụp cánh cửa phòng đã đóng lại, có chữ viết trên cửa. Và thám tử không thể tin những gì anh ta đang nhìn thấy khi anh ta đọc nó. Chữ viết trên cửa là lưu trữ. Người thám tử hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng căn phòng trống rỗng, không có ai ở đây ngoài anh ta. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây có phải là một trò chơi khăm không? Anh ta cầm báo cáo cùng những hình ảnh được đính kèm lên. Chắc chắn phải lý giải được ghi chép trong đó. Tờ giấy dường như là một báo cáo bình thường của cảnh sát, đã được điền sau khi phát hiện ra một vụ giết người. Phần đầu trang liệt kê địa chỉ nơi vụ giết người đã xảy ra. Đó chính là nơi anh ta đang đứng, địa chỉ của đồn cảnh sát, bên cạnh đó là ngày tháng. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Trên đó ghi ngày hôm nay. Các kho lưu trữ có thể nắm giữ những bí mật chưa được kể, và nhiều bí mật trong số đó thường khá nguy hiểm, vì bất kỳ ai biết về tổ chức SCP đều đã biết rõ. Hiếm khi bản thân hồ sơ trong kho lưu trữ lại là mối nguy hiểm, nhưng đó chính xác là trường hợp của SCP-767, một loạt ảnh hiện trường vụ án dị thường. SCP-767 là tên gọi của một loạt các vật thể dị thường được thu hồi từ kho lưu trữ của Sở Cảnh sát. Chúng bao gồm một loạt 12 bức ảnh được chụp bằng máy chụp ảnh lấy liền, được đặt ký hiệu từ SCP-767-1 đến SCP-767-12, dường như là nguồn gốc của các đặc tính dị thường xung quanh các vật thể. Mỗi bức ảnh được đánh dấu từ 1 đến 12 ở góc dưới bên trái, mặc dù chúng có vẻ được đánh dấu theo thứ tự ngược với trình tự thời gian của các sự kiện mà chúng mô tả. Khi xem theo thứ tự ngược lại, tức là bắt đầu với bức ảnh của nhãn 12, các bức ảnh mô tả góc nhìn thứ nhất của một người nào đó bước vào phòng và xem xét một cái bàn. Trên bàn sẽ có chữ viết thay đổi giữa các lần xuất hiện của SCP-767. Nó có nội dung ở phía trên bạn hoặc trên trần nhà, được viết bằng một chất màu đỏ có vẻ như máu tươi. Các bức ảnh tiếp theo tiếp tục ở góc nhìn thứ nhất và sẽ cho thấy người chụp ảnh đang bị nhấc bổng ngược lên ở trên mặt bàn, với vệt khói đen có thể nhìn thấy dọc theo các cạnh của bức ảnh, mà thoạt nhìn giống như là do vấn đề khi in ảnh hoặc ảnh bị hư hại trong quá trình lưu giữ. Ba bức ảnh cuối cùng mô tả một xác chết đã bị cắt xẻo bởi nhiều vết rách nghiêm trọng đến mức hoàn toàn không thể nhận ra, trong khi bức cuối cùng cho thấy một thi thể dường như đã gần như hóa lỏng theo một cách nào đó, với máu me và nội tạng vương vãi khắp phòng. Nguồn gốc của những bức ảnh này là không xác định và không biết liệu chúng đã từng được chụp hay chúng chỉ tự xuất ra theo một cách nào đó. Khi những bức ảnh được đưa đến một địa điểm mới và ở đó trong một tuần, chúng sẽ thay đổi để thể hiện một căn phòng trong tòa nhà nơi chúng đã được lưu trữ. Với cá nhân được miêu tả trong hình ảnh là hình ảnh của người gần nhất trải nghiệm hiệu ứng dị thường đáng sợ của những bức ảnh, tôi sẽ nói kỹ ở phần sau. Khả năng thay đổi của SCP-767 dựa trên vị trí của nó cũng có trong SCP-767-13 và 14. Đó là hồ sơ của cảnh sát và chiếc cặp da màu nâu luôn đi kèm với các bức ảnh. Báo cáo của cảnh sát có ghi địa chỉ và ngày ở trên cùng. Cả hai bằng cách nào đó sẽ thay đổi để phản ánh ngày và vị trí hiện tại của SCP-767. Trong khi chiếc cặp da có chữ nổi bằng vàng trên đó sẽ thay đổi thành tên của chủ sở hữu hoặc người đứng đầu tòa nhà mà SCP-767 đang được lưu trữ trong đó. Nhưng đó không phải là toàn bộ đặc tính dị thường của SCP-767. Những người tiếp xúc với các bức ảnh sẽ trải qua một loạt các tác động dựa trên số lượng bức ảnh họ nhìn vào. Những người xem SCP-767-1 đến 3
sẽ báo cáo không cảm thấy triệu chứng đặc biệt nào ngoài các phản ứng bình thường khi phải nhìn thấy một xác chết bị biến dạng, với hầu hết người xem mô tả chúng là kỳ lạ hoặc ghê sợ. Mặc dù vậy, những người xem các bức ảnh được đánh số từ 4 đến 6 thường sẽ báo cáo rằng họ cảm thấy ngột ngạt, trong khi nhiều người cũng báo cáo chứng sợ bóng tối, hay cụ thể hơn là sợ những điều tiêu cực sẽ xảy ra trong bóng tối. Những nỗi sợ hãi này cũng sẽ khác nhau về cường độ dựa trên số lượng bức ảnh đã được xem. Các đối tượng tiếp xúc với các bức ảnh thứ 7, thứ 8 và thứ 9 sẽ đột ngột muốn kiểm tra trần nhà, và hầu hết được quan sát thấy họ ngẩng cao đầu ngay lập tức sau khi đọc chữ viết trên bàn trong ảnh. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, các đối tượng đã mô tả cảm giác đó là bản năng, hoặc như thể ai đó đã hét lên những lời đó với họ như một lời cảnh báo. Sau đó đối tượng sẽ trải qua cảm giác bị theo dõi và cho biết họ thường xuyên bị ớn lạnh. Những người xem ba bức ảnh cuối cùng có vẻ như bị tê liệt do sợ hãi khi họ cố gắng di chuyển ra xa khỏi các bức ảnh. Một khối khí màu đen được mô tả là khói hay bóng tối sẽ bắt đầu hình thành trên trần nhà ngay phía trên chủ thể, đã được chỉ định là SCP-76715. Mặc dù sự hiện diện của khối này chỉ được nhân chứng trực tiếp báo cáo vì nó không xuất hiện trên ảnh chụp hoặc video, các tua của khối khí sẽ vươn xuống kẹp lấy đối tượng bị ảnh hưởng, nâng họ lên không trung trước khi tấn công họ một cách dữ dội. Đối tượng sẽ phải chịu những vết rách sâu khi những sợi tua cắt vào họ trước khi nó hủy diệt hoàn toàn, để lại một vũng máu và những mảnh da thịt. Bản chất của đám mây khí đen này, nó đến từ đâu hoặc tại sao nó lại thực hiện hành vi này hiện vẫn chưa được xác định, và những nỗ lực ngăn chặn khi nó đã bắt nạn nhân chỉ khiến những người can thiệp bị đẩy ra xa với một lực mạnh, và tất cả vũ khí đều không có tác dụng khi tấn công khối màu đen này. Trong thời gian kể từ khi tổ chức SCP phát hiện ra, nhiều trường hợp nạn nhân khác chưa được ghi nhận, có vẻ như chịu số phận tương tự đã được xác định, và các cuộc điều tra xem họ có liên quan đến SCP-767 và thực thể 76715 hay không vẫn đang được tiến hành. SCP-761 đến SCP-767-12 sẽ được lưu trữ bên tệp hồ sơ của SCP-767-13. Bản thân nó được lưu trữ trong chiếc cặp da nâu SCP-767-14 và toàn bộ được lưu trữ tại trung tâm quản thúc vật phẩm nguy hiểm của tổ chức SCP. Do chúng ta còn hiểu rất ít về bản chất hoặc nguồn gốc của nó, toàn bộ các vật thể dị thường tạo nên SCP-767, bao gồm cả thực thể SCP-767-15, đã được phân loại là Euclid, và bất kỳ quyền truy cập nào vào các vật thể này đều cần có sự cho phép bằng văn bản từ ít nhất một quản trị viên cấp 4. SCP-767 có thể không phải là đối tượng nguy hiểm nhất trong kho lưu trữ của tổ chức SCP, nhưng nó là tập hồ sơ nguy hiểm nhất theo nghĩa đen. Tuy nhiên, có rất nhiều vật thể nguy hiểm khác đáng ngạc nhiên có thể tác động đến bạn theo nhiều cách mà bạn không bao giờ ngờ tới, như SCP-1875, máy cờ vô cổ đại có khả năng tạo ra những hiệu ứng rất mạnh mà bạn phải nhìn thấy mới tin được. Hãy xem video đó ngay bây giờ và đừng quên đăng ký để trở thành người đầu tiên tìm hiểu về những dị thường tiếp theo từ kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.